Theo đó, đối với địa phương là vùng có nguy cơ rất cao sẽ được lấy mẫu test 100% theo nhà ở, hộ gia đình. Vùng nguy cơ cao sẽ lấy mẫu test 70% theo nhà ở, hộ gia đình. Vùng nguy cơ sẽ được lấy mẫu test 50% theo nhà ở, hộ gia đình và vùng bình thường mới sẽ lấy mẫu test 30% theo nhà ở, hộ gia đình. Từ nay đến ngày 23 tháng 8, các địa phương sẽ thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu gộp 5 người một mẫu hoặc xét nghiệm real-time PCR dạng mẫu gộp 10 người một mẫu diện rộng cho đại diện hộ gia đình. Trong đó, test 1 người đại diện đối với những hộ gia đình có tổng nhân khẩu ít hơn 5 người và test 2 người đại diện đối với những hộ gia đình có tổng nhân khẩu từ 5 người.